Hiện nay, toàn quyện có 16 trên 16 xã thị trấn được Bộ Y tế công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 100% so với quy định tại Bộ Tiêu chí Chủng Quốc gia về y tế xã ban hành kèm theo quy định số 4667 ngày 7 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế. Quyện đề ra mục tiêu đến năm 2025 có 100% số xã trong quyện duy trì đạt các tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2030, có 70% số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế ở mức cao.